Chào các bạn, hôm nay Trâm giới thiệu cho các bạn một chai băng tinh tế mang tên là Apollo. Chai băng này làm từ giống nho Primitivo ở vùng Salento nổi tiếng tại Ý. Nho trồng tại đây mang đậm đặc trưng mà ở những vùng đất khác không thể có. Những giống nho trồng trên vùng đất của Salento đa số đều là những loại nho có tuổi thọ cao, có cây lên tới hàng trăm tuổi. Rượu có màu đỏ ruby, sang trọng và lôi cuốn với hương thơm làm say đắm thực khách bởi nhiều tầng hương vị được tổng hợp từ nho và các loại trái cây lên men. Mùi hương của gỗ sồi cùng các khoáng chất cũng trở thành nét đặc trưng riêng để chai vang ghi dấu ấn trong lòng khách hàng. Nhãn chai được in dập nổi ép kim màu vàng gold sang trọng, được thiết kế theo phiên bản limited, được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu tặng. Vang có nồng độ cồn là 14 độ với vị chát nhẹ, phù hợp để thưởng thức trong những bữa tiệc khi ăn cùng với một số món ăn như thịt bò bít tết, thịt nướng và phô mai. Bạn nên ướp lạnh trước 35 phút với công thức 2 phần đá, 1 phần nước và mở nút chai để rượu được thở và thưởng thức trọn hương vị của rượu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!